Hi, xin chào anh em. Chúng anh em đây là hai con Honda CT 125. Đây là xe nhập từ Honda Thái Lan nha anh em. Đây là nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Xe này là hiện tại là xe mới, hải quan chính ngạch, giá 100 mấy chục triệu nha, không hề rẻ nha anh em. Xe này dành cho những anh em đi phượt, đi những địa hình khó khăn, đồi núi. Đấy, anh em có thể thấy là cái lớp xe của nó nè, lớp gai. Xe có trang bị ABS nha anh em. Xe trang bị phanh ABS. Xe này trang bị hai đĩa luôn, nhưng mà ABS chỉ có một thắng đĩa trước thôi. Màu xe này là có màu xanh quân đội và màu xám. Đây là màu xám Stanley nè anh em. Đây là cái màu mới của 2023 hết nha. Đó, màu xanh quân đội này thì vẫn là cái màu hot. Đó, màu này đi núi rừng là rất là đẹp luôn. Xe thì cũng có cái ba ga phía sau rất là lớn để mà anh em có thể chở hàng nè, chở thùng hay là chở hành lý. Đó, anh em thấy cái bô vắt nằm cao không? Đó, xe này là xe địa hình cho nên cái bô vắt nằm cao như thế là để không bị vô nước nha. Đi đường lội suối rồi rất là vô tư. Học lấy gió của nó nằm ở trên cái ba ga sau luôn. Học lấy gió rất là cao. Đó, xe này hiện tại là xe model 2023. Xe có 4 cấp số nha, máy 125cc. Đó. Và xe này hải quan chính ngạch, ra tên toàn quốc cho anh em nha.